Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về viết các số tròn trịa có 7 chữ số. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có 7 chữ số trước. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì số này gọi là số có 7 chữ số. Cách thứ nhất nha, các bạn đếm giúp mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? Cách thứ hai là các bạn dựa vào số lớp của nó. Số lớp của nó thì cứ 3 số từ tay phải của mình nha, sang bên trái thì cứ 3 số tạo ra một lớp. 1, 2, 3. Lớp đơn, đơn, đơn vị. Tiếp theo 1, 2, 3. Lớp nghìn. Đây là lớp triệu. Được chưa? Vậy số có 7 chữ số phải có lớp triệu, được chưa? Hàng triệu. Vậy gồm có những hàng gì? Thứ nhất nè, hàng đơn vị nè, đơn vị, được chưa? Hàng gì ạ? Hàng chục nè. Hàng gì ạ? Hàng trăm nè. Hàng nghìn nè. Hàng chục nghìn nè. Chục nghìn nè. Hàng trăm nghìn nè. Trăm nghìn và hàng triệu. Được chưa? Các bạn đếm lại giúp mình. Đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? Số của 7 chữ số gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn và hàng triệu. Vậy viết các số tròn triệu. Tròn triệu là gì? Tròn triệu là từ hàng triệu này trở về bên tay phải của mình. Trở về bên tay phải nha. Từ đây nè. Từ hàng triệu nè, trở về bên tay phải là những con số 0. Vậy bạn sẽ điền vào đây. Đó. 0000000. Rồi. Vậy hàng triệu của mình sẽ điền những cái số từ 0 đến 9. Nhưng hàng triệu không thể là số 0. Được chưa? Mình sẽ lại đi là số 1 nè, tiếp tục số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 và số 9. Và các bạn điền tiếp tục hàng những hàng còn lại, các bạn điền số 0 giúp mình. Điền những số 0 giúp mình. Ok chưa? Cứ thế mình sẽ có. Được chưa? Vậy mình sẽ có là gì? 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu và 9 triệu. Đó là các số tròn triệu có 7 chữ số nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.